Thưa quý vị và các bạn, từ 15 giờ hôm nay ngày 1 tháng 6, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh và xác lập kỷ lục mới với giá xăng vượt ngưỡng 31.500 đồng một lít. Đây là lần thứ 5 giá xăng tăng liên tiếp sau 14 lần điều chỉnh từ đầu năm 2022 đến nay. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Thưa quý vị, trước tình hình mưa lớn có thể tiếp diễn, ngày 1 tháng 6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở cửa xả đáy thứ nhất và cửa xả đáy thứ hai. Sáng nay ngày 1 tháng 6, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum lại ghi nhận thêm 2 trận động đất, nâng tổng số trận động đất ở khu vực này lên hơn 200 trận, tính từ tháng 4 năm 2021. Còn liên quan đến vụ việc sụt lún ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng địa phương bước đầu xác định nguyên nhân sụt lún bất thường tại xã Châu Hồng là do tụt mạch nước ngầm. Thưa quý vị, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thường xuyên xảy ra mưa to lũ lớn, nhiều điểm nóng sạt lở đá, nứt núi, sụt lún rất nguy hiểm. Điều này khiến nhân dân tại các huyện Đại Từ, Định Hóa lo lắng. Sự cố sạt lở đất vùi lấp 3 người tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ vào đêm ngày 30 tháng 5 vừa qua, một lần nữa là tiếng chuông báo động về công tác đảm bảo an toàn cho khu dân cư trước thiên tai. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Sáng hôm nay ngày 1 tháng 6, tuyến cao tốc Hà Nội đã chính thức triển khai thu phí toàn tuyến không dừng ETC. Thế nhưng tỷ lệ phương tiện chưa dán thẻ vẫn khá cao, gây ra tình trạng ùn ứ vào một số thời điểm. Trong khi đó, qua đánh giá từ phía Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an thì cơ bản đã đạt được theo yêu cầu. Cùng với đó khẳng định sẽ yêu cầu chủ đầu tư từ chối tất cả các phương tiện chưa dán thẻ ETC lưu thông trong những ngày tới. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố Việt Nam đã chính thức sản xuất được vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo vô trùng, an toàn và hiệu lực, độ dài miễn dịch kéo dài 6 tháng. Từ đó góp phần bảo vệ an toàn cho chăn nuôi, sản xuất heo thịt. Đây là sự kiện quan trọng của ngành nông nghiệp nước ta, là công cụ quan trọng để Việt Nam phát triển đàn heo trong thời gian tới. Và vaccine không chỉ đáp ứng cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra thế giới. Vâng, thưa quý vị, vitamin A là loại vitamin quan trọng đối với trẻ, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các bệnh nhiễm trùng. Ngoài ra, vitamin A giúp trẻ nhìn tốt và giúp trẻ có thể phân biệt màu sắc. Ngày hôm nay, Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước đồng loạt triển khai uống vitamin A cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tại Hà Nội, tuy nhiên tại các điểm uống vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Theo thống kê, đến đầu tháng 2 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.200 trẻ mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19, trong đó 39 em mất cả cha lẫn mẹ, 78 em mất người trực tiếp nuôi dưỡng và hơn 2.000 em mất cha hoặc mẹ. Cơn bão COVID-19 đã cướp đi cha mẹ của bao trẻ thơ, khiến cho nhiều trẻ em phải chịu cảnh mồ côi bất hạnh. Hôm nay, nhân ngày 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu Nhi, mời quý vị hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những em nhỏ thiếu may mắn ấy, để có thể hiểu và cảm phục hơn nghị lực vươn lên của các em. Vâng, thưa quý vị, đã tròn một năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh, biến nơi này thành tâm dịch lớn nhất cả nước trong làn sóng dịch thứ tư. Sau đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã khiến nhiều trẻ lâm vào hoàn cảnh mồ côi. Trong suốt thời gian qua, nhờ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay chăm lo cho các trẻ mồ côi do dịch COVID-19, giúp các em vơi bớt phần nào sự cô đơn, mất mát. Những mất mát cũng đớn đau, nhưng lòng tốt vẫn như những mầm xanh đâm chồi, giúp cho những phận đời kém may mắn vươn mình hướng về phía trước.